Anh nhìn thấy gì không? Anh em có thấy cái gì không? Anh em có thấy cái gì đang xảy ra không? Mèo béo không có đầu bạn ơi. Mèo béo không có đầu, toàn thân mèo béo đang cháy. Ui, mèo béo đi đến đâu lửa lan đấy bạn ơi. Ui, cái này viêm 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 viêm. Ui, xịn thực sự bạn nào. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Uầy, hôm nay tôi lại mới tìm được một cái map có tên là Nhập Lệnh Hack các bạn ạ. Nhưng mà tuy nhiên là có tận 139 lệnh hack các bạn ơi. Wow, rất là nhiều lệnh hack luôn các bạn ạ. Mà đây mới là cập nhật lần 1 nhá. Chứ không biết cập nhật lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 thì không biết lên tận bao nhiêu lệnh hack các bạn ơi. Map này của bạn tên là The Chi Nhan, ID là 145108904 các bạn nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm thử cái map 139 lệnh hack này để coi thử xem là có những lệnh hack nào hay, có những lệnh hack nào thú vị không các bạn nhá. Thì ok, mình sẽ mở phòng tầm khoảng 6 người đi. Ai vào thì vào, không vào thì vào bạn ơi. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ một chuyện mẹp và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký của mẹp các bạn nhá. Đã đủ người á, ủa? À, cứ biết mắt này chỉ cần một người là chơi được rồi bạn ạ. Bắt đầu đi, bắt đầu dần các bạn ơi. Bạn phải viết hoa đúng chính tả, ok luôn. Trời ơi, ủ điểm vừa vào ánh sáng chói lóa thế. À vậy ok, phong tinh nghịch. À, phong tinh nghịch chứ không phải là phong nghịch ấy đâu nhá. Ok, mình coi thử nào. Sáng trưa chiều tối mới nắng mưa. Mấy cái này lệnh khá là cơ bản bạn ạ. 1000 máu chạy nhanh bất tử leo tường. Ui, chết tất cả các súng à, leo tường à. Leo tường này. Đầm leo tường không nào? Bạn có thể leo tường hoặc block nào, người chơi có thể di chuyển trên bất kỳ bàn nào như leo thang. Ai dạ. Nhưng mà cái map này có mỗi cái tường này chứ đâu. Ok, wow, VIP phết nhở. Ok, được. Nào, tất cả các súng à. Tất cả các súng. Ủa, có thấy đâu? À nhầm, tất cả súng, nhầm, sorry anh em, hề thừa. Tất cả súng, ok. Wow. Các bạn thử coi thử xem là có thiếu súng gì không? Hình như là không thiếu súng gì đâu bạn ạ. À hình như là thiếu mấy súng bắn pháo sao? Cái đấy không biết là súng không ta? Nhưng mà có cung này, đó. Nhưng mà không có pháo bạn ạ. Ảo thế này, không có nỏ bạn ơi. Rồi kệ đi. Nhưng mà có súng này bắn không ta? Có súng đi bậc không có đại bạn ạ. Rồi ok. Để mình vứt xuống dưới đi. Chật quá. Tiết kiệm kho đồ bạn ạ. Ê, anh em nhập lệnh hack đi. Vui lắm. 139 lệnh hacker. Hacker. Ui, hacker hay là hacker bạn ơi? Anh em đoán thử xem hacker hay là hacker. Hacker hay hacker. Đều là vần cơ bạn ạ. Ok, tôi sẽ thử con biết tiếp nào. Tất cả đạn à đây. Ui giời ơi, thôi tôi kệ đi, không cần đạn đâu. Vũ khí, tất cả đồ ăn này, tất cả động vật này, tất cả yêu tinh đào nhanh. Tôi thử nào. Thử cái đào nhanh. Đâu là nhanh đâu? Gì đây? Đào nhanh này. Bạn sẽ đào rất nhanh, khiến cho tốc độ đào cộng 500% bạn ạ. Ai giờ. Đào nhanh phết nào. Đào nhanh đấy, Ui. Đào mình như kiểu sáng tạo bạn ạ, VIP Pro luôn này. Ok luôn. Đào này chúng ta. Ui, mình nhẹ. À thật đấy, ui. Cái ghế nó vỡ ra rồi, hiện lên tục này. Ui, ảo không. Cái này không đập được con này, Ui, ảo quá. Ui. Ảo Bacara bạn ơi. Ok. Rồi. Để mình coi thử xem còn lệnh gì nào nhiều. 139 lệnh cơ mà. Đào nhanh tấn công 999 này. Ok thử nào. Tấn công 999. Ok bận rồi đây. Lấm phát chết luôn này. Ôi, ghi là tấn công 999 nhưng mà lại cộng tận 1000 đai bận ạ. Rồi. Một hit. Ui ôi, 1005 đai bận ơi. Ok bận luôn. Phong ui. Thế như nhảy lên chí mạng à. Ui, 9 mạng 1500 đam các bạn ơi. Ồ, tức là khi mà các bạn nhảy lên đánh ấy, các bạn sẽ được cộng thêm 50% đa bận à. Ồ, thì ra là thế. Hay đấy, hay đấy. Thì 1000 HP đâu, 1000 HP. Thì 1000 HP cũng chết. Ok, 1000 HP cũng chết đây, trừ khi bạn xài lệnh bất tử ở này rồi. Bất tử. Đó, ui, tôi vừa định bảo. Bất tử. Đấy, mình có giỏi giết được béo đê. Bắn đi. Ok bạn ơi, bắn làm sao là chết được nữa. Ok, mình đào nhân đôi cơ. Ui. Đào nhanh này. Đào nhân đôi này. Có xem đào nhân đôi bên như nào đây. Ui. Ghê vậy. Đào nhân đôi, bạn sẽ đào nhật phẩm. Ui, nhân 10, cái này là nhân 10 chứ nhân đôi gì? What the hell bạn ơi.
Cái này là nhân 10 luôn, bận lại chứ nhân đôi gì nữa. Rồi con biết thử thế nào. Đầu nhỏ, ui, thử cái đầu nhỏ nào. Đầu nhỏ. Ôi dồi, cơ đầu, ôi dồi, cái gì, what the hell, ôi dồi. Anh em ơi, tôi bị bay đầu rồi. Sao bị, các bạn ơi, mèo béo bị bay đầu, bạn ơi, what the hell. Bị mời thì mọi người sẽ là ai vào thì vào, không vào thì vào, bận ơi. What the hell, tôi bị bay đầu rồi, đâu tôi đâu, ôi dồi. Bay đầu rồi bạn ơi, bay đầu rồi, đầu tôi đâu, alo, ai tìm đầu, giúp tôi với, what the hell bạn ơi, ủa sao mình bị bay đầu nè, cơ kìa, sao tôi lại bị bay đầu nè, ảo thật cái bạn ạ, ôi, bạn này, ở trong này vẫn hiện đầu mà ta, mà thế quái là bây giờ mình bị mất đầu bạn ơi, ui, trông nhìn đắc, thật sự đắc bùn lơ mau, đắc quá, đắc, đặc quá. Đặc. Ok, không biết được, đắc với viết cách không được à? Đặc quá. Trời ơi. Sao mình chui qua dễ bay đâu ơi. Trời ơi, thật là đáng sợ. Từ mình ghi lại trời sáng bạn ơi. Sáng. Ok, sao bấm sáng thì đang 6 giờ sáng bạn ơi. Bay đầu rồi. Bay đầu rồi, cứu ai tìm đầu. Giúp mèo peo với. Ui, trông ảo ba camera thật sự bạn ạ. Bình thử có lệnh khổng lồ không nào, tướng nào. Khổng lồ không nào. Ui rồi ôi, mèo béo khổng lồ mất đầu bạn ơi. Mèo béo khổng lồ bắt đầu rồi. Rồi sao giờ, đầu tôi đâu. Ảo trông nhìn hơi đát bạn ạ. Trở lại bình thường này, à đây. Trở lại bình thường. Ui, bất tất cả luôn, chết, bất tử, ok bạn ơi, đầu nhỏ, đó, bắt đầu luôn, ok, từ nhá, cái này để mình test thử này, mình sẽ sử dụng xài thử skin thiên nga, khi nga nào đó, ôi, thiên nga cũng bị bắt đầu, ôi giời ơi, thiên nga bị mất đầu rồi, what the hell bạn ơi, thiên nga cũng bị bắt đầu bạn ạ, mình cứ tưởng là chỉ có skin DI bị thôi, ai ngờ skin thường cũng bị mất đầu luôn bạn ạ, ảo thật đấy. Lọ lem, ôi lọ lem cũng bắt đầu này, ôi rồi, ôi bạn ơi, căng thế nhờ. Ôi để tôi test thử mấy cái skin này bạn ơi. Ôi rồi, tiểu hoa cũng bị mất đầu luôn bạn ạ, ôi rồi. Tiểu hoa cũng bay đầu rồi. Bay đầu rồi, đắc. Trời ơi, đặc quá. Kiếp thật bạn ơi, ôi, to còn quả. Quả lệnh này hơi bị đắc các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ok, mình sẽ xài từ bữa xem là có một cái skin. Ôi, thật nhá. Nếu mà mình xài một cái skin không có đầu như kiểu skin này này. Nhưng mà skin không mua nữa, cay thêm. Bây giờ skin này cũng không mua được nữa bạn ạ. Thêm mới cay chứ. Mình coi thử này. À đây, mình sẽ xài skin nhị lang thần. Đấy, nhị lang thần không đầu, thì mình sẽ cưỡi khủng long đấy, kỵ sĩ không đầu, ghê chưa? Ấy, kỵ sĩ không đầu, ảo bạn ơi, ảo không, kỵ sĩ không đầu, ông đập con khủng long không chết rồi. Rồi nếu mà mình xài cái này như nào nhở? Ôi rồi, ảo thật bận lại, nhưng mà trông nhìn cũng khá mua hay. Bây giờ xài lại thời kia mèo beo đi. Ồ mơ, ui rồi ôi, mèo beo không đầu bận ơi. Mèo beo không có đầu bận ơi, tôi mất đầu rồi. Ok, bây giờ thử test thử mấy con lại nào, đeo lưng cái gì ấy. Đeo lưng. Ủa cái này là đeo mồm mà. Cái này là, à không, cái này đeo lưng à? Ờ đúng, mặt nạ mà đeo lưng các bạn ạ. Ồ cái này là đeo đầu mà. Cái này đeo vào đầu mà có phải là đeo lưng đâu. Vô lý. Ok bạn ơi, kệ vậy. Rồi mình sẽ không, thế mà không có bao tên lửa nè. Kêu là đeo lưng nhưng mà lại không có bao tên lửa bạn ơi. Ảo thật nhỉ. Bao tên lửa đâu? Không có bao tên lửa bạn ạ. Ồ chắc là ông này chắc là chưa mở khóa cái bao tên lửa bạn ơi. Ồ mèo béo biến thành dã nhân rồi. Ok mình sẽ test thử em nào. Nhưng còn cái gì hay nữa không? Nhiều cái hay đấy. Ok. Máy móc này, triệu hồi rồng 3 hay nào. Triệu hồi rồng 3. Úi dồi ôi, hello bạn rồng, mình bất tử không lo bạn ơi. Triệu hồi rồng 3 này, gì đây.
đấy biến thành boss horat. Thôi, chắc là không cần biến bạn ơi. Đồ đặc biệt à, xem nào, đồ đặc biệt. Ui dồi ôi, phun xử đồ rồi đâu này, trả này, không lấy bạn ơi, không lấy đâu này, cho này. Ăn à, lấy thì lấy, không lấy thì lấy bạn ơi, mình không lấy đâu này, 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 trời ơi nhiều đồ quá bận ạ, à. Phun cả hòm đồ luôn này. Là mình có tiếp rồi nào, à nhiều lệnh hay ho bạn ơi, tinh chạm đồ triệu hồi bốt núi lửa dương gỗ khối bềm móc cái thứ này không cần đâu, biến thành tiểu ác ma, biến thành heo, biến thành gỗ thứ này, cái này bình thường rồi, biến thành sói, biến thành niên thú, biến thành khủng long, biến thành abc thì z 999 sao, xô nước, xô mật ong, trồng hoa. À thử đây, 999 sao đâu, thế đâu, 999 sao. Ủa có thế đâu. Cái lệnh 999 sao bị lỗi sao bạn ạ, 999 sao viết hoa này. Không có bạn ơi, chắc là lệnh này bị lỗi này. Bạn chủ mác có thể test lại cái lệnh 999 sao nhá. Xô nước à, xô là xì à, trước giờ tôi tưởng là xô là xì các bạn ạ. Hoa đồ đặc biệt, cái thứ đồ hồi sinh rồng này, khối sao chép, triệu hồi boss núi lửa hai à. Ok, ui giờ mới biết có cả boss núi lửa hai cơ, triệu hồi boss núi lửa hai. Thế đâu, ủa có thế đâu bạn ơi, triệu à chứ boss này ông này viết sai chính tả vãi trưởng ạ. À, triệu hồi bút núi lửa hai. Ok đây, ủa thế đâu, ai mới viết chữ ai, nhầm triệu, nhầm triệu chứ nhầm, triệu hồi bút núi lửa hai. À ok, à đây bút núi lửa hai đây, còn bút núi lửa nhà đấy, còn triệu hồi bút núi lửa một. À chết, nó núi lửa triệu hồi bút núi lửa một. À ok, hóa ra đây là con một, đây còn hai bạn ạ. Ok rồi, cũng khá là nhỏ bạn ơi. Thôi hóa ra đây là hai con boss núi lửa bạn ạ. Tôi coi thử xem là còn cái gì nữa không bạn ơi. Triệu hồi thần rắn này, triệu hồi boss núi lửa này, đồ ăn nướng này, thuốc nhuộm này, khảm đá này. Đi ra kim cương có cảnh báo, tất cả mọi người sẽ đi ra kim cương. Wow, từ từ đó, nghe vẻ xịn nhở. Đi ra kim cương. Ui ui, wow, đi ra kim cương thật nè. Ủa, đi một tí vậy. Đi một tí à. Ủa đi một tí bạn ạ, đi một tí thôi. Tưởng có hai cục kim cương bạn ơi, tưởng nhiều lắm cơ bạn ạ. Em đi mà sức mạnh Goku kìa. Sức mạnh Goku. À Goku viết hoa sao, Goku. Wow, bèo có sức mạnh Goku bạn ơi. Ui, toàn thân mẹp và bốc cháy. Ui rồi ôi, cái game sức mạnh Goku gì đây, tấn công chỉ mấy thứ này. Ok, 1000 máu này, người bốc cháy bạn ơi. Wow, người cho bạn ơi, cháy lên đi, lửa thiêng cao nguyên luôn. Cái bro bạn ơi, xịn đấy. Biến thành em xanh là em gì, em xanh em đỏ cái gì ấy, tôi bỏ qua đi. Xem nào, còn cái gì không đảm, triệu hồi boss này, bỏ qua boss đi này. Đồ ăn, sức mạnh Goku, biến thành cát, tàng hình, biến thành xương rồng, biến thành vật tổ làng, biến thành đá, biến thành đất, cái này thì biến thành cái này thì biến thành cua nham thạch này, biến thành bướm này, chay bướm là gì, đi ra lửa. Uầy, nghe xịn nhận, đi ra lửa. Wow, game, mẹ béo điên luôn, game mẹ béo điên đâu cháy đấy bạn ơi. Wow, xin chúa. Uầy, mèo béo điên đâu mà chạy lên đấy bạn ạ. Wow, anh em tìm VIP chưa, mèo béo không đồ. Ôi, ma tốc độ bạn ơi, ma tốc độ mèo béo, cái tâm điên đâu lửa chạy lên đấy. Ui, anh em thấy gì không, anh em có thấy cái gì không, anh em có thấy cái gì đang xảy ra không, mèo béo không có đâu bạn ơi, mèo béo không có đâu, toàn thân mèo béo đang cháy. Ui, mèo béo điên đâu lửa lan đấy bạn ơi. Ui, cái này VIP. Ui, xịn thực sự bạn ạ. Wow, anh em đẳng cấp dân chơi này, sát lệnh này, đi ra lửa đó đúng không? Đúng rồi, đi ra lửa đúng không nhở? Đúng không bạn? Đi ra lửa này, em đi đâu cháy đấy bạn ạ. Xịn thực sự bạn ơi, đỉnh đấy. Bây giờ không có lửa nào, ủa hết lửa rồi sao bạn ạ?
nhưng chỉ được lửa có tí à, nhưng mà trông cũng khá là hay bận ơi. Ồ, đỉnh bận ơi, đỉnh đấy, đỉnh đấy. Thế là còn gì nữa, đi ra lửa này nhặt vật phẩm nhân 64 cơ à, biến thành vật tổ làng, biến thành cát tàng hình thì thôi này, giáp xích các thứ liên tục hồi máu này, máu vô hạn, khối trắng này bỏ qua đi, giáp cái này giáp thôi, âm nhạc nhảy cam không trọng lực, đồ kim cương, đồ đá bận ơi, cái thứ cũng khá là nhiều này, triệu hồi rồng xanh cấp 3, ủa ấy rồng xanh cấp 3 là cái gì đấy, cú đấm trời giáng này, từ cú đấm trời giáng, à, nhầm cú đấm trời giáng ở đây, tấn công kẻ địch đánh bại kẻ thù 10 lần đi, ra đòn tấn công 10 lần đi. Ui mình viết vậy thế đâu nhở, thế 10 lần đi đâu, ui đập cái chết luôn, bật lại mình gọi thử con này nào, ui bay cao bay xa luôn bay về cái nơi phương trời nào hay sao mà cũng không ra bật ơi, ui khá là xịn sò bật ạ, bất tử rồi. Ok, mình sẽ thử cái triệu hồi rồng xanh cấp 3 là triệu hồi rồng xanh cấp 3 này. Triệu hồi rồng xanh cấp 3. Ôi, à, thì ra đây là con rồng các bạn ạ. Ui, con rồng này kiếm đâu ta? Wow, con rồng này không biết khi nào bán nhở? Xịn đấy. Đấm bay xa bạn ơi. Ok, rồi chắc là video xin phép được kết thúc lại thôi. Map này nó hơi bị dark các bạn ạ, Đó, người mẹ béo cháy này xong rồi mất đầu rồi. Trông dị thực sự bạn ơi. Ok, chắc là video xin phép được kết thúc đây. Các bạn có ý kiến góp gì bố mẹ béo làm dụng nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.